Cháu chào bác Tơ, bác chào mẹ Tơ Hằng, chào bác mình. Chào con nha. Chào Phương Ngọc xinh đẹp. Bác Tơ ơi, bác đã dùng mỹ hoa nghệ Tây được khoảng bao lâu rồi? Bác dùng được cứ gọi là 2 tháng đi. 2 tháng ạ? 2 tháng, mà đầu tiên là bác mất ngủ, bác không ngủ được. Thì khi Tâm Hằng mách thì bác ok luôn, bác lấy về bác uống luôn. Uống ngay buổi chiều thì buổi tối bác đã cảm thấy bác ngủ được. À hôm đấy bác uống mấy sợi đấy? Đầu tiên là bác uống 10 sợi. Nhưng bây giờ đến thời điểm này bác ngủ được rồi, nhưng bác chỉ uống tới 15. Vâng. Để hôm nào một kinh thủ 20 sợi. Vâng. Đấy. Thế thì bác cứ để thành nước lọc ấy. Như người uống nước lọc bác uống suốt ngày luôn. Vâng, đúng rồi. Kể cả đi chợ bác mang đi chợ bác uống. Vâng. Hoặc là uống thuốc tây mà bác bị dạ dày thì bác cũng uống lẫn với cả đấy. Vâng. Thì bác uống đấy với cả cái sữa đạm đấy. Thì bác uống lẫn vào thì bác, một là bác mất ngủ bác đã ok được ngủ được, cái thứ hai là dạ dày của bác đi kiểm tra lại thì bác sĩ trưởng khoa về bên dạ dày người ta đã bảo là đỡ được nhiều rồi. Đã. Đấy, đỡ được nhiều rồi thì bác sướng quá, thì họ cho bác uống thêm thuốc và họ lại hẹn ngày khám lại. Thì cái nước Tây Á này bác vẫn duy trì bác uống. Đã, vâng. Đấy, tốt quá. Ừ, đấy thì bác đầu tiên là bác mất ngủ truyền miên luôn. Đã. Đấy, chứ cái tuổi của bác này bác khổ từ bé rồi. Vâng. Bác mất ngủ là một là cho công việc, hai là cái thần kinh mình nó quá bị suy nhược. Vâng. Đấy, căng thẳng quá. Ừ, đấy cho nên là bây giờ bác uống được cái này bác ngủ được bác sướng quá. Vâng. Đấy. Thế bây giờ bác này kiểm tra cái dạ dày thì của bác là có bị dạ dày. Vâng. Thì bác uống thêm cái đạm củ quả đấy. Vâng. Thì bác uống thì coi bây giờ hầu như là đã coi như gần khỏi. Vâng. Đấy. Cái là bây giờ còn cái mất ngủ là coi như là ok rồi. Vâng. Đây cái lọ dầu của chị đây đúng không? Chị đang pha đây đúng không? Đấy. 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 Gần 2 tháng mà bác uống đây. Uống chỉnh. Tâm Hằng hôm nào mà bị quá tay thì là uống 20 sợi. Vâng. Không chỉ hơn chục sợi. Vâng. Thế thôi. Vâng. Đấy, uống thì bác cứ pha uống đến nước trắng thì bác thôi. À đấy ạ. Thì bảo là ăn được cả cái bã này thì bác ăn luôn cả cái bã, uống luôn cả cái bã luôn. Vâng. Đấy. Tốt quá. Thế chị phải cố gắng nhá, chị có em nhá. Chị là vừa là chị cả của em này, vừa là mẹ của em này. Nuôi 4 đứa em khôn lớn ăn học và Tâm Hằng mới trưởng thành như này nhá. Tâm Hằng mới là cử nhân kinh tế được như thế này nhá. Đấy, em cảm ơn chị. Bây giờ trên đầu Tâm Hằng chỉ còn có bố, 8 tí chiều lại ra thăm bố và chị nhá, chị giữ gìn sức khỏe nhá. Và nhớ uống của cái đạm nhá, cái đây lọ đạm chị để đâu rồi? Có trên thế. Để trên nhà. À trên phòng chị cái gì? Trên. Chị phải nhớ nhá, nhớ để chị uống. Vâng. Thế tức là trước khi mà cái vấn đề mất ngủ thì bác được cải thiện luôn trong ngày đầu tiên đúng không? Ừ. Luôn sau cái đêm đầu tiên. Thì sau đấy thì cháu mới nghe mẹ Tâm Hằng nói là bác còn bị cả viêm dạ dày nữa. Viêm dạ dày đúng không ạ? Thế thì cháu mới bảo mẹ Tâm Hằng là cho bác dùng thêm cái đạm nữa. Đạm đấy là dạ dày của bác. Vâng. Rất là vất vả về cái dạ dày đấy. Thế mà uống và cháu cho bác uống cái đấy là bác đã cảm thấy sướng rồi. Vì là đây là cái xét nghiệm lần đầu tiên đúng không ạ? Đây cái đầu tiên đây. Lần đầu tiên. Cái đầu tiên. Là do là cái dịch vị axit quá nhiều. Ừ. Gọi là viêm niêm mạc dạ dày. Và sau 1 tháng đúng không ạ? 1 tháng bác uống cả saffron này. Không, saffron nó uống gần 2 tháng rồi. Hoa này. Ừ. Xong rồi pha với cái bột đạm. Đó thì là bác hôm trước bác đi kiểm tra thì bác sĩ có kết luận như nào? Bác sĩ ở khoa dạ dày đấy. Dạ. Thì bác siêu âm và siêu âm rất cẩn thận. Vâng. Mà bà ấy cứ động viên, bà ấy cứ sợ là mình đau nhưng cuối cùng là bà khéo quá mình không thấy đau. À. Đấy, bà là bà khéo lắm. Và nói thì đúng thật, chị khám ở Ngọc Hồi Bệnh viện thì đau sợ. Vâng. Thế nhưng mà lên đến cái chỗ trên này thì không thấy sợ mà cảm thấy thoải mái. Vâng. Mà bà ấy soi cắt kẽ. Đấy, đến khi mà bà rút ống ra rồi bà con bảo cứ yên để bà còn xem lại ở cái hang vị. Vâng. Thì bà ấy bảo là ôi như này đỡ được nhiều quá rồi. Đã. Đấy. Bác sĩ Huệ là giáo sư. Bà giáo sư Huệ đấy. Vâng. Thì bà bảo ôi dồi ôi cô uống cái gì mà nhanh thế. Thì bảo là uống thuốc của bác sĩ cho với lại uống cái
Tây Á này, với cả uống thêm cái đạm củ quả này. Vâng. Đấy, thì là bây giờ là bác sĩ bảo thử nhanh quá, nhanh khỏi quá. Đã. Thế là mừng quá, ở trong bụng cứ mừng quá. Đấy, trong lòng mình là mình cảm thấy là bệnh của mình 10 phần là đã giảm được 8 phần. Ồ, tốt quá. Đấy. Thế đấy, bác bị cái vấn đề này lâu chưa ạ? Vấn đề về dạ dày lâu chưa ạ? Dạ dày nó không biết từ bao giờ. Tại vì là nó không đau. Đấy. Thế thì hôm tự nhiên thì mấy đêm ngủ thấy nó quặn quặn. Vâng. Nó đau quặn ấy. Thế mình mới bảo là anh mình ơi, mai có khi phải đi kiểm tra cái dạ dày. Vâng. Thế là ông ấy đưa bác đi. Đấy, ông chồng đưa đi. Vâng. Thì lên kiểm tra thì thật sự là cái buổi đầu tiên họ đưa cái này ra, bác sợ quá. Dạ. Bác hoảng hết cả lên. Thế là đến lúc mình bảo là họ cho uống thuốc, họ bảo là 2 tháng thì đến nội soi lại. Vâng. Thế nhưng mà bác uống cái nước Tây Á với cả cái bột đạm, sữa đạm này. Vâng. Thì bác thấy là bác không thấy gì nữa, không thấy nó đau mà không thấy nhộn nhạo. Bác còn ăn thử 2 quả chuối tiêu. Thế ạ. Liều không? Bác sĩ dặn là không được ăn, bác ăn thử 2 quả chuối. Vâng. Bác không thấy có vấn đề gì thì là bác lại đi nội soi lại lần nữa. Đã. Thì là cái kết quả của nó là đây. Vâng. Đấy. Thì bác sĩ nói rằng là ổn định hơn đúng không? Ừ. Đấy thì là bác mừng quá. Đấy. À, bác sĩ còn bảo với bác là bao giờ dùng thuốc để bao giờ ạ? Bác cho uống thuốc 1 tháng nhá. Uống thuốc trong 1 tháng. Nhưng bác về bác vẫn uống kèm với cái nước Tây Á với cả cái đạm này. Dạ vâng. Thì bác bảo là uống hết thuốc, nghỉ uống 1 tháng thì lên kiểm tra lại. Vâng. Giáo sư kiểm tra lại cho. Vâng. Đấy. Thì lúc này thì cũng không thấy đau mà. Đấy, không thấy đau, không thấy nhộn nhạo. Thế chị đi bán dặn là bác sĩ dặn là cam không được ăn. Đúng. Nhưng thật sự là bác có ăn thử và ăn rồi. Sáng nay bác còn ăn thử một miếng xoài chua. Vâng. Ăn thử một góc miếng xoài chua. Con bé cháu nó bán hàng cùng đấy mà. Ra nó cứ mời mãi mà. Bảo kiên kỹ quá. Thế xong bảo ừ thì được rồi. Thế là ăn luôn một miếng. Vâng. Đang ăn thì chị gọi gì tâm hàng gọi điện về. Đấy. Thì gọi về mà đang ăn mới bỏ xuống thì mới nghe máy đấy. Vâng. Thế là dì bảo dì về đấy, bảo ừ thế ok dì về. Đấy. Bác ơi, cái nhị hoa nghệ tây này này, nó cũng có tác dụng ngang với cái bột đạm. Thì nó kháng viêm. Và khi bác uống vào, ví dụ bác buổật sáng ấy, bác ngủ dậy bác cho thêm mật ong vào. Nhưng mà hòa, hòa sâu lắm không? Cho một ít thôi, một thìa cà phê nhỏ thôi. Hòa với nước nóng, thả sợi sa phong này vào. Thì bác uống, bác ngủ dậy là bác uống hòa luôn. Hòa cốc mình uống hay là hòa vào trong bình? Trong cái cốc mình uống ấy. Vâng, cốc ấy, cốc uống luôn một ngụm. Thì nó sẽ giúp trung hòa dịch vị axit và nó sẽ tráng cái thành dạ dày. À, mật ong thì bác có. Vâng. Bác mua mật ong xít là noi, mật ong nhãn là noi. Và họ đến họ quay xong bác lấy luôn chứ bác không phải mua qua tay ai hết. Thì cái nhị hoa nghệ tây thì nó không chỉ có tác dụng là giúp bác ngủ ngon, còn bác dùng về lâu về dài ấy, thì kể cả xương khớp của bác ấy, như khớp tay của bác đang bị sưng đúng không ạ? Anh Bình ấy thì là sẽ giúp cho xương khớp của bác sẽ bớt đau hơn, và quan trọng là cái chuyển hóa của bác chuyển hóa tốt hơn, thì dần dần là bác sẽ cảm thấy là cơ thể thoải mái hơn, sẽ khỏe hơn. Từ mai bác lại uống thêm mật ong. Dạ vâng. Cho thêm mật ong nữa. Vâng. Cho vào đây ạ. Không, cho vào cái nước mà. Cho vào cái nước. Cho vào cái nước.